Bây giờ anh sẽ kiểm tra qua bằng cái máy điện tử cho em xíu. Các chỉ số qua qua là ok rồi. Cái máy điện tử này nó kiểm tra trong vòng tầm 37 chỉ số. Mình thích ăn để giảm cân đúng không? Được, chịu khó tập thể dục cơm xíu nữa hả? Trước cân em béo lắm, hơn 60 cân nên giờ giảm về 49 cân rồi. Ok. Đó, nhưng bây giờ mình phải duy trì một cái chế độ ăn lành mạnh. Chị em phụ nữ thì hay giảm quá. Và chính điều đó là mình vừa mất ngủ, mình vừa suy nhược ha. Dấu hiệu suy nhược là bắt đầu đến rồi. Em bỏ điện thoại ra nha. Đấy. Bỏ đồng hồ ra. Tay em mà đây. Đây là tay trái đây này, thở đều không nói chuyện, rồi thở đều không nói chuyện nha. Rồi, ok. Cái máy này là cái máy phân tích lượng tử sinh học ha, loại mới nhất, nó kiểm tra ra vấn đề sức khỏe rất là nhanh. Thì anh sẽ cùng em quan sát trên đây, nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta cho cái vấn đề về kiểm tra sức khỏe gia đình. Còn nếu mà anh thấy một vài cái vấn đề mà nặng quá nha, như em thì có thể là chưa cần ha, thì anh sẽ liên hệ với một vài phòng khám hoặc là em có thể đến bệnh viện để kiểm tra lại những cái chỉ số nào cho mình đáng lưu ý. Nhưng mà em là cũng là người quan tâm đến sức khỏe rồi ha, biết uống thực phẩm chức năng. Rồi bữa này lạnh quá chắc ít vận động. Rồi nha. Mắt em không sao đúng không? Vẫn nhìn tốt đúng không? Vẫn nhìn tốt. Ok, rồi. Đây là các chỉ số này. Bên đây nó có các chỉ số ha. 37 chỉ số. Và màu này nó sẽ hiển thị tương đương với cái vấn đề sức khỏe của mình. Màu xanh lá cây là bình thường nha. Em thì cần quan sát màu thôi nha. Màu xanh nước biển này là chớm có dấu hiệu, màu vàng là cảnh báo và màu đỏ là có nguy cơ thành bệnh nha. Thì máy nó cũng phân tích cho em ngay cái BMI đây, là trọng lượng cơ thể của em là tiêu chuẩn nha. Vậy vấn đề ở đây là không có dư cân và vòng bụng của em cũng rất là chuẩn nha. Còn anh mà đi kiểm tra nhiều thì toàn chị em 70-80 thôi. Vậy là trong cái chỉ số đầu tiên thì mình không có cần giảm cân. Nhiệm vụ số 2 của mình là đưa cái huyết áp lên tầm khoảng, như em phải lên được tầm 101 nha. Bây giờ mình mới có là 95 đây. Rồi cái số 2 nữa là ăn chịu khó ăn hoa quả, rau củ quả lên. Đừng có nhịn ăn đường nữa, để đường nó lên. Rồi, vậy cái quan trọng nhất đầu tiên là em nhìn đây, nó phân tích cho anh em về tim mạch và mạch máu não này. Đây là cái quan trọng nhất. Ok chưa? Và mỗi một bộ phận thì nó sẽ có rất là nhiều chỉ số. Nó có rất là nhiều chỉ số. Và cũng có thể in cái này ra cho em, hoặc là nếu mà em có thể đọc thì có thể là gửi cái thông số này qua radio em tìm hiểu thêm. Và nếu mà tí em sử dụng những cái giải pháp của bên anh thì anh sẽ lưu lại và khoảng tầm 20 ngày ha, như em thì chắc khoảng tầm 20 ngày sau, khoảng là một tháng, ví dụ có thể tầm khoảng 20 tháng sau là em quay lại trung tâm chăm sóc sức khỏe của bên anh thì bên anh sẽ kiểm tra lại cho.
Ok, rồi. À, cũng em rất là bận thì anh sẽ phân tích nhanh qua cho em thôi. Ví dụ ở đây ha, em có nhìn đây. Ví dụ độ nhớt của máu, độ nhớt của máu em cứ hình dung nó là độ đậm đặc của máu nha. Em cứ nhìn vào màu đây là đang có dấu hiệu đúng không? Vậy người bình thường nha, với các anh thì anh sẽ đưa đưa em nhìn vào cái vấn đề màu, nhưng mà anh sẽ phân tích đây này. Ví dụ người bình thường nha là 48 đến 65. Vậy là mình lấy đơn vị trung bình đi, trung bình của nó là khoảng tầm 55, 55, 56. Vậy của em đang là 70. Vậy độ nhớt của máu mình là hơi cao nha. Độ nhớt của máu cao là máu hiện tại bữa này là đang hơi đặc nha. Chính cái máu đặc này làm cho cái khả năng lưu thông khí huyết mình có hơi gì hơi kém ha. Vì bản chất độ nhớt của máu nó là do các huyết tương và các hồng cầu rồi các loại dưỡng chất ở trong máu nó tạo ra. Vậy hiện tại là cái vấn đề là độ nhớt của máu cao này, cholesterol của em thì không có nha, mỡ trong máu đang hơi cao nhẹ, kháng mạch máu là cái áp lực lên thành mạch á là cao cao nhẹ này, độ co giãn đó chính là độ đàn hồi của mạch máu này thì lại hơi thấp này nha, độ đàn hồi của mạch máu là hơi giảm này, nhu cầu tưới máu cơ tim bình thường, thể tích tưới máu cơ tim là thấp, oxy vừa mình đo SpO2 thì không có thiếu ha, thì em không có thiếu oxy tim, nhưng mà tim đẩy máu, thể tích tông máu, tim đẩy máu đi kém là một trong những nguyên nhân khiến em huyết áp thấp. Rồi ok, động nha, ba cái quan trọng nhất đó chính là cái động mạch vành là cái đầu tiên, còn áp lực tưới máu mạch vành của em bình thường, mạch máu não ok, máu lên não ok, vậy có nghĩa là không phải là em mất ngủ là do máu lên não kém, vậy em hơi có dấu hiệu tức ngực đúng không? Đúng ạ. Ok, hơi dấu hiệu tức ngực thì chú ý cho anh cái vấn đề đầu tiên nha, là cái độ nhớt của máu cao cộng với cái vấn đề là động mạch vành hơi hẹp Thế cái nha. mỡ máu cao này có ảnh hưởng gì đến? Mỡ máu này cao có ảnh hưởng nhưng mà hiện tại của em thì chưa có quá cao nha, tí anh sẽ kiểm tra cái cholesterol toàn phần nữa. Vậy mấy bữa này là tuần này là ăn ít, ăn rau ít, tập thể dục và ăn đi ăn nhậu nhiều hoặc là ăn đồ trên xào lá nhiều đúng không? Cao nhiều quá thì nó sẽ gây ra tắc tắc các mạch máu của chúng ta, và từ đó là với trẻ thì nó cũng chưa ảnh hưởng lắm nhưng mà đang có dấu hiệu tức ngực rồi, dấu hiệu đau đầu chóng mặt là có nguy cơ nha, thì có thể có rất nhiều người đã có nguy cơ là nhồi máu cơ tim rồi ha, thậm chí là tai biến. Vậy nhưng mà lưu tâm nếu mà độ nhất của máu cao cộng mấy cái mỡ máu cao có mấy động mạch vành hẹp này thì phải chú ý ha. Có nhiều người thì có nhưng mà dấu hiệu nó chưa ra, có hiệu nó chưa ra nhưng mà mình đã biểu hiện dấu hiệu rồi thì cái chỗ này là đang có nguy cơ thành bệnh rồi. Vậy nó sẽ ghi trên vấn đề của em là độ nhớt máu cao cộng với mỡ máu cao cộng với động mạch vành hẹp ha. Sơ vữa động mạch vành cao. Nếu mà động mạch vành của em mà đến mạch vàng là em có sợ tức ngực nhiều hơn nhưng mà em thì chưa có dấu hiệu tức ngực nhiều. Vậy ở tim mạch thì lưu tâm hai vấn đề đó thôi. Rồi kiểm tra vấn đề về dạ dày. Dạ dày của em pepsin tiết ra bình thường, chức năng nhu động của dạ dày có nghĩa là khả năng có một cái dạ dày á bữa này đang kém đúng không, nên em ăn nhiều cảm giác đầy bụng không? Đúng có. Ok, hấp thu dạ dày tốt, chức năng ruột non tốt nha, có là ăn vẫn hấp thu tốt đó nha, nhưng mỗi có cái là cái chức năng có bóc dạ dày hơi kém. Vậy cái này chú ý làm gì? Ăn chậm, Nhớ nhai kỹ. kỹ, ok, ăn xong nghỉ ngơi xíu cộng với bổ sung thêm một vài cái khoáng ha, hoặc là enzyme lại khuẩn cũng được để cho cái nhu động dạ dày ấy, nó có bóp tốt hơn nha, chưa đến mức đầy viêm đâu nha, anh nghĩ này là chưa đến đầy viêm, thỉnh thoảng em hơi đầy bụng thôi chứ không đầy trào ngược. Đại tràng em cũng quan tâm đến sức khỏe đó nha, nhu động đại tràng là tốt này, hấp thụ cái tràng tốt, có mỗi cái vấn đề xíu này. Anh nghĩ là phân em hơi khô xíu nha, vì ở đây là vi khuẩn có lợi của em đang thiếu, cộng với cái áp lực của ruột á, áp lực của ruột đó khiến là nó được sinh ra khi mà cái đại tràng của mình đi ngoài nhiều á, thì ngoài cộng với là cái hoạt động co bóp ở trong ruột nó tạo ra. Vậy ở đây mình có hai cái vấn đề ở đường ruột, đó chính là vi khuẩn có lợi giảm và áp lực ruột đúng không, đi phân đôi khi hơi khó đúng không. Vậy là nhiệm vụ bây giờ là bổ sung thêm lợi khuẩn, bổ sung thêm lợi khuẩn cộng với ăn nhiều rau lên xíu nha, được không? Được, Vẫn ăn nhiều rau. ok, vẫn ăn nhiều rau thế thì bổ sung thêm lợi khuẩn đi, bữa này là thiếu lợi khuẩn ha, nhưng mà như thế này là quá là tốt rồi đó, chỉ thiếu lợi khuẩn thôi. Chức năng gan của em rất là tốt nha, năng lượng dự trữ năng lượng, chuyển hóa năng lượng tốt, thở độc tốt, bài tiết mật tốt, gan không có nhiễm mỡ, nhưng có một cái bữa này là chuyển hóa đạm hơi kém. Chuyển hóa đạm hơi kém thì nó sẽ có rất là nhiều những
xảy ra. Một là ăn quá nhiều đạm mà chức năng gan kém cũng không có, như anh nghĩ em là đang ở cái trường hợp là mấy bữa này là không có ăn thịt, đúng không? Không có ăn đạm, đâm ra là nếu bây giờ ăn vào là nó rất là ngoài cái dạ dày co bóp hơi kém ra thì chức năng gan sẽ không có chuyển hóa được protein, hơi xíu xíu thôi nha. Vậy là bữa này là có nghĩa là sự chuyển hóa hấp thu của gan hoạt động kém, đúng không? Chuyển hóa đạm, chuyển hóa thịt, mình ăn thịt vào nó sẽ không có chuyển hóa được tốt, nên là bây giờ tăng cường chức năng để chuyển hóa đạm lên. Một vài những cái gan này nó có thể hiện ở cái chức năng túi mật nha, ở globin bình thường này, bilirubin bình thường, những cái này nó để chẩn đoán nó để về gan, nó để về tắc mật này. Nhưng mà em có biết cái là axit mật, axit mật này là hơi cao nhẹ xíu. Axit mật có hai nguyên nhân, một là do vừa rồi là cái chuyển hóa gan của em kém, cộng với em hơi thức khuya, nó cũng chưa quá lưu tâm đâu nếu mà cái bilirubin một vài cái AG này cao. Nhưng mà chú ý cho anh là không có thức khuya nữa nha, thức khuya nhiều quá thì dễ vấn đề là hơi bị viêm và dấu hiệu dễ tắc mật đó nha. Mà có nhiều người cái này AG cao mà bilirubin cao nữa hoặc globin cao này nữa thì dễ gây ra sỏi mật. Ok. Ôi, trước em cũng có sỏi đấy, trước chữa được thứ hai đi khám có sỏi, giờ không biết còn sỏi không, anh kiểm tra nhé. Ok. Mà để biết có sỏi hay không thì phải đi chụp nha, để chụp đi hoặc là đi gì, đi nội soi ha, hoặc là em đi siêu âm ổ bụng. Nhưng mà nghi cơ nếu mà tình trạng em còn đau, em còn đau không? Em còn đau không? Không, không đau chứ. Không đau ở bên ổ bụng đúng không? Thế thì có chắc ngày xưa đi siêu âm để chờ đợt thứ hai siêu âm nó mới có thôi chứ mình không đau. À, ok. Thứ hai, thế hôm nào nên đi siêu âm ổ bụng cả đi nha. Còn trong trường hợp này thế này thì nó cũng đang có dấu hiệu rồi đó. Tụy thì bình thường ha, insulin bình thường, glucagon bình thường, PP bình thường. Có cái là chưa, vừa rồi là mình đo đường huyết thấp, khi mà đường huyết quá thấp thì gan ở tụy nó sẽ tiết ra, tụy nó sẽ tiết ra cái enzyme, tiết ra sẽ có loại hormone nha, là glucagon để nó giải phóng, để cơ thể giải phóng đường ra. Nhưng mà hiện tại thì 3,8 là cũng chưa quá thấp, có là đang có đường huyết thấp nhưng mà cái tụy và cái chức năng nội tiết của tụy vẫn là ok. Nhưng mà nếu duy trì một cái trạng thái mà đường hạ lâu quá thì em sẽ bị mất cân bằng hormone, trong đó sẽ mất cân bằng insulin và mất cân bằng về glucagon, nhưng mà hiện tại thì nó vẫn ok. Nhưng mà chú ý bắt đầu thay đổi lại thói quen xíu ha, có thể là trong một tuần này em ăn uống nó lệch xíu thôi. Rồi vừa rồi mật anh nghĩ không có, nhưng mà anh nghĩ em có sỏi thận ha, chỉ số ure ha, uregen này, đây gọi là những cái chất đạm này, em thấy hình dung như vậy, acid uric này là sản phẩm của đạm cuối cùng này, ure lysogen máu cao này và protein niệu không cao. Ở tí anh nếu mà rảnh anh sẽ kiểm tra thêm cái acid uric, nhưng mà chức năng lọc thận đang kém. Em có thể là hay nhịn tiểu này, hay nhịn tiểu cộng với cái vấn đề là như vậy anh nói ha, tăng nước lên, có nguy cơ thế này thì cũng có thể là nguy cơ sỏi thận nha. Thì em sẽ vẫn uống nước đều nhưng chỉ mà có hay nhịn tiểu. Ok, cái này đi lúc nào đi siêu âm ở bụng kiểm tra cái thận nha. Cái anh chuyển hóa đạm vừa rồi ở cái gan nó kém, nó làm cho cái chức năng chuyển hóa đạm ở thận kém, để lâu thế này là dễ viêm thận đó nha. Đang ở cái mức độ chưa nặng lắm vì mình còn trẻ nha, trẻ chưa còn nặng lắm. Kháng được hô hấp bình thường, oxy thì đủ, nhưng bữa này có dung tích sống và dung tích toàn phần của em hơi cao. Em hít sâu vào có hít được không? Hít thật sâu vào có được hít được không? Không, đường thở từ trước vào vẫn kém. Ok, vậy chú ý là dung tích sống này vào thì sau này mình dễ bị vấn đề về ho, vấn đề về cái phế quản mình kém nha. Như em này em nên tập yoga hoặc tập thở, vì sau này cái chức năng phổi này, dung tích sống có như kiểu là cái khả năng chứa được oxy của nó. Mình bây giờ mình nằm đang làm gì quá thì nó đang dán ra nhiều quá để nó chứa oxy cho em, nên là năm lúc là cũng hơi tức ngực do vấn đề về phổi. Máu lên não thì ok, không có sơ cứng động mạch não, không có tổn thương thần kinh nội sọ, nhưng bữa này là một vài tế bào não em đang hơi tổn thương nhẹ. Vậy là mình đau đầu không có phải là do máu lên não kém, nhưng có thể là một vài cái tế bào não bị tổn thương. Bữa này suy nghĩ nhiều quá hả, tiền nhiều quá, stress, trí nhớ hơi giảm nhẹ rồi ha. Ủa, trẻ này đã giảm rồi. Hơi giảm nhẹ xíu rồi, tiền để đâu thì chú ý ha. Ok, ok, xương thì bình thường ha, đuôi ngựa bình thường, dây chằng tuổi thọ dây chằng của em bữa này nó phải trên 20. Tuần này em ít tập thể dục, bữa này đang mỏi người đúng không, dây chằng nó phải tầm 22, 20 trở lên á nha.
tế bào hủy xương bình thường, em đang uống canxi, em uống uống vitamin có khoáng đúng Có. không? Ok, tế bào hủy xương không có mất quá nhiều so với, còn là một ngày chúng ta thì có cái tế bào hủy xương và tế bào bù xương nó liên tục nha. Người nào mà có cái tế bào hủy xương này nhiều quá nha thì cái khả năng mất canxi, khả năng loãng xương, khả năng xốp xương nó sẽ cao hơn. Em không có mất canxi nhiều, em không có tế bào hủy xương nhiều, nhưng có một cái là cái mức độ loãng xương hơi bắt đầu có nha. Cái chất khoáng trong xương bắt đầu này bắt đầu hơi có, chắc chắn thì ai cũng có, nhất là người phụ nữ, nhưng mà nó đang hơi vấn đề nhẹ. Em chưa uống canxi trực tiếp đúng không? Em chỉ uống vitamin, multivitamin tổng hợp đúng không? Cứ uống canxi nghỉ tháng hay hơn tháng hay không uống rồi. Ok, vậy bữa này là tập thể dục lại và có thể đợt này bổ sung canxi cho anh xíu mà. Nó cũng chưa có quá nhiều đâu, hơi chấm chấm dấu hiệu thôi. Rồi bữa nay em có mỏi cổ không? Hơi có dấu hiệu vùng đốt sống cổ nhẹ. Tuần này là ít tập thể dục đúng không? Rồi vậy là đốt sống thắt lưng này nha, các khớp bắt đầu đang đang hoạt động kém này, dấu hiệu của khô khớp. Vậy chú ý tuần này là dành ra thời gian tập thể dục đi nha. Nhưng mà về xương là kém đúng không? Ok, những cái nào vàng anh sẽ ghi ra đây ha, là dấu hiệu thoái hóa đốt sống cổ và vấn đề về loãng xương nha. Ít tập thể dục luôn là vậy á. Rồi octocansin của ectocansin ấy, bản chất nó là cái protein, nó là cái protein không có collagen để nó tạo xương. Cái này thì em uống đủ vitamin ăn nhiều thôi, vì cái nếu mà cái này nó giảm nha thì em có uống canxi vào nó cũng không có tạo xương tốt đâu. Cái octocansin này này nha, cái này thì nó kết hợp với vitamin K, vitamin D để tổng hợp lên, và nguyên nhân có thể là do em ăn ít đạm nữa. Cái gì đó Ít đạm nữa nó không có tổng hợp được được octocansin này. Xương dài là xương sống của em á là bắt đầu cũng hơi tổn thương rồi nha, mình chưa có dấu hiệu đau thôi, nhưng mà vừa rồi em dùng nói cái gì ha. này để mổ xong Ok, là bị đấy rồi vậy là chú ý cái xương đau còn dài, hay mỏi xương sống á, tập thể dục lên, uống thêm canxi đi. này bắt đầu phải uống canxi đúng không? Ok, nên uống một ngày một gói canxi hữu cơ, canxi citrat. Rồi vi lượng em chuẩn lắm nha, thiếu mỗi sắt xíu thôi, hơi thiếu sắt này, hơi thiếu sắt, hơi thiếu kali thôi. Kali này nó gắn chặt với cái anh octocansin như vừa anh nói ha, cái này này, nên là em thiếu vitamin K, đâm ra cái octocansin nó không có hỗ trợ tổng hợp được tốt nha. Thế thì bây giờ phải uống canxi luôn à? Nên uống canxi nha, thiếu lặng là vitamin K. Em uống cái máy này nó chuẩn lắm nha, là em uống multivitamin nó không thiếu gì hết, chỉ có K thôi, còn đây một vài xíu flo iốt không sao hết nha, xíu xíu thôi nha. Rồi ở đây nha, Vitamin vừa là vi lượng vitamin thì không có thiếu quá nhiều, nhưng mà có thiếu vitamin K nha. Vừa đây là kali nha, đây là kali, còn đây là vitamin K, một vài vitamin xíu, hơi thiếu xíu C này, A này, B1, B2, B3, hơi thiếu xíu thôi nha. Chú ý này, vậy em đã uống một viên đúng không? Em tăng lên cho anh. Vậy là thiếu vitamin K nhiều này, kali này, và vitamin, một vài vitamin tan trong nước. Là đây là nhóm vitamin tan trong nước này, em tăng lên cho anh 2 viên. Bữa này stress nhiều quá nó cũng ra, nó tổng hợp và nó cũng lấy cái nguồn năng lượng dự trữ rồi. Amino acid là đạm này. Giờ này hơi căng thẳng. Ok, căng thẳng, tryptophan em không có thiếu nha. Tryptophan là nó liên quan đến giấc ngủ rồi tiết ra những cái hormone tích cực, nhưng mà bữa này đang thiếu histidine. Những cái này Biết là cái gì ạ? những cái này là cái vitamin thiết yếu, những cái này là cái protein thiết yếu ha, axit amin đấy. Bản chất là do em thiếu đạm, nhưng mà em đang uống thêm những thực phẩm chức năng nha. Đây là những cái axit amin mà cơ thể không có tổng hợp được, bắt buộc phải bổ sung. Ví dụ như lysine, tryptophan ha, thì là em chỉ thiếu lysine. Lysine thì cũng có thể là ở trẻ em mà đề kháng thấp, hấp thụ kém là người ta bổ lysine. Rồi em thiếu histidine, cái này mấy cái này là do cho cơ này và một vài cái chuyển hóa năng lượng này. Thì em nghĩ là cũng không có thiếu lắm, nhưng mà lysine của em thiếu này nó Nhiều đúng không? nhiều lysine chứ không phải là thiếu nha. Thừa lysine là em đang có, một là do vấn đề chuyển hóa, hoặc là em đang ăn, hoặc là đang có cái gì không ta mà lượng lysine này cao quá. Đang ăn một cái loại loại gì nhiều quá trong giai đoạn này, là lúc này nó hay cáu giận tức này, nhưng mà nó chưa ảnh hưởng đến cái tryptophan. Mà hôm qua xem ăn uống cái gì á, ăn cái gì ta, có ăn thịt gì ta, Con gì? uống cái gì là cái lysine, cái axit amin này nó lại hơi cao. Hoặc là em đang nhà em đang ăn một cái loại gì dài dài trong một thời gian, làm tuần ra thì nó mới thừa cái lysine này thôi.
tìm Nisin luôn thì nha. có tác dụng gì? Nisin nó là một cái axit amin, nó liên quan đến chuyển hóa này, liên quan đến vấn đề tổng hợp này, nó liên quan đến vấn đề về tạo ra các loại hormone này, rồi liên quan đến hấp thu này, nó đang dư, hoặc là do cả cái vấn đề chuyển hóa protein của em trong gan kém, đâm ra mình bổ sung vào thì nó không có chuyển hóa được lysine, đâm ra lượng lysine nó dư. Rồi coenzyme, enzyme thì em không có thiếu nha, nhưng mà em đang thiếu cái biotin. Biotin nó có thể là liên quan đến tóc này, da này, mắt này, rồi tổng hợp lên các loại vitamin thêm này. Nhưng mà như này là ít đấy, nhiều người còn thiếu nhiều nữa. Em có uống enzyme đúng không? Bổ sung thêm enzyme không? Cái này ăn đồ ăn tươi nó cũng đủ á. Lâu không uống Rồi, bổ sung thêm đi. Rồi, chức năng nội tiết nha. Có vấn đề. Tuyến rồi. giáp. Ok, vừa rồi có thể là huyết áp thấp của em. Có thể là do em cái tuyến tuyến giáp là nó sẽ tiết ra T3 T4 nhiều. Vậy hormone tuyến giáp của em bữa này là đang giảm, hơi giảm xíu xíu. Có thể là huyết áp thấp, đôi khi cái nguyên nhân của nó cũng là do cái tuyến giáp và tuyến cận giáp nó tiết ra. Với chị em phụ nữ thì rất là nhiều người mắc tuyến giáp, thì nó sẽ có cái nguyên nhân là do mình thức khuya này, thậm chí là mình thiếu canxi nha. Tuyến ức nha, tuyến ức là cái liên quan nhiều đến cái miễn dịch, nó cũng đang hơi giảm nhẹ. Vậy mấy bữa này là đang miễn dịch đang hơi giảm. Còn tuyến tùng thì không có sao, vẫn ngủ tốt. Tuyến yên thì không có sao. Thượng thận thì hơi giảm nhẹ nha. Bắt đầu tuyến nội tiết là hơi có dấu hiệu xíu rồi. Miễn dịch thì hệ thống bạch huyết bữa này là hơi hoạt động hơi tích cực, vì vừa rồi là miễn dịch em đang giảm thì bắt buộc hệ bạch huyết phải hoạt động tích cực hơn nha. Nalac, tuyến ức và chỉ số miễn dịch có nào. Mấy bữa này là sức khỏe em hơi yếu, cơ thể là cái hệ thống miễn dịch em hoạt động hơi mạnh. Này, suy nghĩ nhiều. Ok rồi, T4 không cao nhưng mà T3 thì tiết ra hơi nhiều. Fibrin nha, đây là những cái liên quan đến tuyến giáp này. Fibrin là đang 0,252, hơi cao nhẹ. Cái này có Có xác bị định nghẹn gì về không? tuyến giáp Có không? dấu hiệu hơi nghẹn nghẹn không? Chưa. Nếu thế này mà có điều kiện thì lên đi kiểm tra ở bệnh viện. Còn thế này thì cũng chưa chưa chưa, chưa có đâu, chưa có đâu. Hơi Thế bắt thì có đầu phải thôi. do dùng thực phẩm chức năng nhiều quá là không bị không phát hiện ra? Cũng có thể đấy. Vì T3 thì nhiều lúc mà như thế này thì cũng có vấn đề. Thứ hai đợt này nội tiết tố hơi thay đổi. Chậm kinh chế kinh hả? Cũng có thể ảnh hưởng nha. Cái này thì nếu mà để cái này mà nó lên vàng xíu thì có nguy cơ hình thành nên nang giáp. Có nguy cơ đó nha, nó bắt đầu hơi chớm chớm xíu. Sang vàng thì mới chú ý, nhưng mà đây em hơi lệch lên xíu. Rồi, không có dư đủ kích thích. Ngộ độc dư thì dư này thì ai cũng ngộ độc dư, đó chính là các loại độc tố mình ăn uống hàng ngày á. Thuốc lá thì không có dư. Chồng em không hút thuốc đúng không? Ok. Dư bức xạ điện trường, dùng nhiều điện thoại quá nha. Nha, đâm là hơi đơ đơ chập chập là do cái bức xạ điện trường này. Ok. Rồi, em đang dư chì nhiều. Chì thì em dùng mỹ phẩm không? Vậy là có thể từ nguồn nước, có thể từ thực phẩm, có thể là từ đồ 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 những cái dụng cụ mình chứa đó, hoặc là khói bụi. Cadmium mình cũng hơi dư. Arsen là cái dư nguy hiểm nhất này. 0,6 đấy, em hơi dư 0,7 này. Này thì em phải thải độc nha. Arsen này có thể từ cá biển, cũng có thể từ khói bụi, cũng có thể là từ nguồn nước, nhưng mà làm sao thì dư chì xíu thôi nha. Còn hoặc là dư cadmium xíu thôi. Còn nguy hiểm nhất là arsen, em phải đầu độc arsen. Chức năng gan của này hơi kém thì có thể làm sao để xử Hay lý chắc cái là arsen? do gan kém nên là nó Cũng tiết có ra thể. nhiều hơn. Thể đấy. Em không có thiếu oxy rồi, không có thiếu nước, trí tuệ vẫn ok đó. pH là cái độ kiềm của cơ thể em vẫn bình thường. Nhưng bữa này là não nó hơi đơ đơ xíu, vừa rồi mình xem cái sự cứng độ mạch não. Có nhưng nhớ quên quên. Hơi xíu, khả năng đáp ứng của não nó hơi giảm. Em dị ứng do tim chuyển, hơi dị ứng mấy sữa, hơi dị ứng mấy những hải sản. Không muốn được sữa. Thì tránh những cái này ra.
một vài loại hải sản, một vài các loại trang sức, nếu mà liên quan đến kim loại lạ thì em cũng không có đeo được, thuốc nhuộm tóc, khói, ok, một vài cái chất tiêm truyền đó, là lúc này mình cũng hạn chế ra. Không có chuyển hóa lipid bất thường, mỡ của em đang rất là tốt, không có mỡ vàng, insulin bình thường, chỉ số trung tâm dữ đồ ok, hơi triglyceride, vừa cái mỡ máu mình kiểm tra phần đầu đúng không, hơi cao, thì cái triglyceride là hơi cao nhẹ xíu, hơi cao nhẹ xíu thôi, có thể là tí em phải điều chỉnh cái mỡ máu và cái triglyceride xíu, anh sẽ cho cái phác đồ đó. Da, với lại là collagen da, da đang hơi xấu này, có là da em đang hơi kém á. Tháng này nội tiết tố thay đổi Ok, rồi chất sừng của da này đang nhiều này, melanin của da đang gì, đang tăng, chỗ này là dễ sạm dễ đổi màu đây ha, đây là chị em phụ nữ chú làm đẹp lên. Mắt bữa này túi giấy mắt thì rất là đẹp, em không có túi giấy mắt nhưng mà bữa này giác mạc đang hơi kém, bữa này đang xem nhiều điện thoại quá hay sao, khó ngủ là hơi mỏi mắt nha. mắt phản xạ kém từ ngày hôm đến ấy nó không mất nên là thấy Ok, hơi kém. rồi bổ sung thêm lutein omega 3 hoặc là thêm vitamin A. Ok, rồi collagen, collagen là nó sẽ liên kết nha, protein liên kết tất cả các chỉ số, vậy những cái nào có vấn đề thì ở trong này nó có vấn đề. Collagen là răng, tim mạch, khớp, dây chằng, xương, cơ, tập thể dục lên nha, kinh lạc, kinh lạc thì một vài cái kinh lạc thôi, thì mình ít để ý đến kinh lạc này lắm. Rồi trúng gió thì cái này là em hơi tốt xíu ha, sóng mạch ca này bình thường, mỡ máu thì mình vừa được nói rồi ha. Rồi triglyceride hơi cao nhẹ, Nhưng mà tập trung vẫn là mỡ máu ở xương đúng không? phụ khoa rồi có vấn đề đây, đang chậm kinh, chế kinh là do đây này, hormone nữ là estrogen giảm, gadolinium giảm, chắc chắn là chậm kinh chế kinh rồi, prolactin bình thường, progesterone bình thường, hơi dấu hiệu viêm âm đạo xíu, viêm tử cung xíu ha, hơi có dấu hiệu của u lan. Vậy là em bữa này đang chậm kinh, chế kinh đúng không? Hôm Tháng nào này kinh không đều. ok, bữa nào thử đi kiểm tra cái u lan xem nha, mình đi mình siêu âm ổ bụng cả cái sỏi thận, mật, gan và siêu âm luôn cả cái u lan xem ở buồng trũng và tử cung có không nha. Nha, nhưng mà cái nội tiết tố bữa này đang giảm. Vú thì quan trọng nhất là cái tăng sản tuyến vú thì em không có, nếu mà tăng nhiều quá thì dễ dấu hiệu ra u, viêm không có nhưng bữa này là hơi viêm tuyến vú mãn tính xíu, có thể Tháng là do cái nội này tiết, có thể vấn đề nội tiết đó, u sơ tuyến vú thì chưa có nha. một tháng này nội tiết không tốt Ok, đây chu kỳ kinh nguyệt này đúng không? đều thay đổi, thế này là mình ít này ha, em giảm hơn người bình thường, cái chu kỳ kinh nguyệt mình ít này, có thể ít ngày hơn và lệch vì hormone giảm, phản ứng protein giảm, fibrogen giảm, tốc độ lắng đều gì đều giảm, ADSA là một vài những cái chỉ số ha, bình thường. Rồi phần cuối cùng là cái yếu tố của con người, mỡ chuẩn, cân nặng chuẩn, cơ chuẩn, đều chuẩn hết á, mỡ cơ thể hơi vượt qua chuẩn xíu, chỉ số mỡ bên trong á thì mình phải giảm rồi. Cũng nhiều mỡ đúng không? Giảm xuống. Đây béo phì tất cả các bình thường, chỉ số là bình thường. Đây nó tính BMI cho em đây, kiểu cơ đây, kiểm soát cân nặng, làm sao để em nó đưa ra mục tiêu em là lên tầm 51 cân, Rồi thế thì béo lắm. không bây giờ mình 49 mà em mét 56 thì em tầm năm với tuổi này tầm 50 cân, 51 cân là ok em nha, chất béo cơ bắp, hình thể cơ thể là 85,4, làm sao trẻ như mình ngoài 30 thì đưa lên tầm 89 90. Ok chưa? Rồi. Tổng hợp thì đây, những cái vấn đề về vàng, nó cho em không có vấn đề nào lặng, nó sẽ tách ra là vấn đề đỏ nhưng mà em không có. Vậy tổng kết lại nha, là độ nhất của máu là đặc, mỡ máu cao, nhu động dạ dày co bóp kém, để cho đại tràng thiếu vi khuẩn qua lợi, túi mật thì axit mật hơi cao nha, đốt sống cổ, xương dài, thiếu kali, thiếu vitamin K, amino acid ha, acid amin thiết yếu á, là lysine em thừa, biotin em thiếu nha. Em nghe quảng cáo về dầu gội đầu á, B5, B7 á, là nó liên quan đến biotin. Rồi, phụ khoa
nha, collagen mắt da. Rồi, vậy tổng kết, mất ngủ, đau lưng là ra rồi, tim mạch. Vậy xử lý ở đây chúng ta sẽ xử lý vấn đề đầu tiên là như em là phải bổ sung thêm khoáng chất nha. Như anh thì sẽ cho em bổ sung thêm canxi. Trong canxi này sẽ có magie. Ok, trong nó có magie, có C, là gì, có D luôn. Nếu mà em như vậy thì em có thể uống thêm omega 3, trong đấy nó có DHA nguyên chất để giảm mỡ máu cho em. Ok. Nhưng mà anh có dầu cá nguyên chất để giảm mỡ máu cho em. Ngoài ra nó sẽ hỗ trợ này về khớp, vấn đề về mắt cho em luôn. Nó cũng đưa máu lên não, nó cũng làm giảm được cái sơ vữa động mạch vành, cộng với tái tạo tế bào não tốt hơn nha. Vấn đề lưu ý của em thì nó cũng không có quá lưu ý đâu, nhưng mà hiện tại bây giờ anh sẽ những cái nào anh khảnh đỏ là chú ý nha. Một, vấn đề về mỡ máu này, gạch chân nha. Hai là vấn đề về nội tiết tố nha. Nội tiết tố nữ bữa này đang chú ý giảm nha. Nội tiết tố nữ này. Vấn đề số 3 là mỡ máu, nội tiết tố cộng với vấn đề về anh ghi là xương khớp nha. Trong đó là loãng xương và thiếu canxi. Ba vấn đề này kết hợp với ăn chậm, nhai kỹ ha, thức khuya ít thôi, tập thể dục nhiều lên là ok. Được chưa? Rồi, em còn thắc mắc gì không? Còn nếu mà ok nữa, hiện tại bây giờ cái tăng cái chỉ số về giải pháp của nó là như thế nào? Giải pháp nếu mà em muốn điều trị thì bây giờ là phải tập dục lên nước đã. Được chưa? Uống đủ nước, không có nhịn tiểu nữa. Cộng với đừng có nhịn tinh bột. Không cần ăn mà, nhưng ăn ít thôi. Thì ít quá. Ít quá. Mình có thể ăn tăng hoa quả lên xíu nữa. Nếu mà em sợ thì em có thể chuyển từ gạo cơm trắng nhiều ngày ăn bữa cũng được, mình chuyển thành những cái gạo có xơ nhiều hơn á, ví dụ gạo yến mạch này hoặc gạo lứt này nha. Còn nếu mà sản phẩm thì em có thể bổ sung thêm một, trong tháng đầu tiên anh nghĩ là em bổ sung thêm một hộp lợi khuẩn ha, vì dạ dày đại tràng mình đang thiếu ha. Một hộp lợi khuẩn này, một hộp lợi khuẩn này anh cho em ở nhà em có vitamin rồi thì em uống thêm một hộp canxi nha. Rồi, canxi, lợi khuẩn. Tháng này anh sẽ cho em uống omega 3. Ba sản phẩm đó. Ok chưa? Để cho giảm mỡ, cho mắt, cho xương khớp. Và tháng thứ hai thì anh sẽ cho em uống cái isoflavone để bổ sung cái estrogen nha. Ok. Thì tháng sau anh sẽ đến đây kiểm tra lại cho em. Còn như thế này thì cũng quá ok rồi. Vậy bây giờ mình tìm ra cái nguyên nhân đau lưng rồi, mình nghe nguyên nhân mất ngủ rồi, có thể là tăng ăn thịt lên xíu, đừng có sợ ăn thịt nha. Làm sao là mình một ngày mình đủ tầm khoảng tầm 5-7 miếng to to xíu, cộng với mình làm sao mình bỏ mỡ ở đó ra, ít chiên xào rán lên là được. Vừa bỏ đường, vừa bỏ tinh bột, vừa bỏ đạm sao được. Ok chưa? Ok. Rồi.